Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình tư vấn của công ty du học Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương xin giới thiệu với các bạn thông tin về trường cao đẳng Dimension International College tại đất nước Singapore. Trường Dimension đã được phê chuẩn bởi Hội đồng Giáo dục Tư thục ở Singapore và được thành lập vào năm 1980 để trang bị cho các bạn sinh viên trong nước cũng như là quốc tế một nền tảng vững chắc cho nhu cầu học tập chuyên sâu của mình. Trường đã đạt được các chứng nhận như sau. Đầu tiên đó là chứng nhận EduJet 4 năm kể từ tháng 2 năm 2012. Chứng nhận về Singapore Quality Class vào tháng 1 năm 2013 cho tới tháng 1 năm 2016 và Singapore Service Class vào tháng 1 năm 2013 cho tới tháng 1 năm 2016. Và trường Dimension thì cam kết cung cấp nền giáo dục tốt nhất cho các bạn sinh viên và giúp họ đạt được mong muốn học tập xuất sắc. Và trường Dimension cũng cung cấp hàng loạt các khóa học từ tiếng Anh, luyện thi cho tới chương trình về quản trị kinh doanh, marketing, quản lý về khách sạn, nhà hàng, nghệ thuật chế biến món ăn. Dimension có 3 campus tại Singapore với 89 phòng học, 6 phòng thực hành, 3 phòng thư viện với internet và wifi, phòng thực hành hóa, lý, thư viện cũng như canteen. Bên cạnh đó thì trường còn có sân đá banh, sân tennis, sân bóng rổ, sân cầu lông, bóng bàn dành cho các bạn sinh viên luyện tập thể thao. Với khuôn viên trường học mới và các cơ sở vật chất tiện nghi xung quanh trường, trường cam kết với các bạn học sinh cũng như các bậc phụ huynh là tất cả các em sẽ được học trong môi trường an toàn, thân thiện và khuyến khích học tập, tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên đạt được kết quả tốt và hoàn thành chương trình học của mình. Vậy lý do tại sao mà các bạn nên lựa chọn học tại trường Dimension tại Singapore? Thứ nhất là về kinh nghiệm học tập tốt, thứ hai nữa là có chất lượng đào tạo tốt, học phí phù hợp với sinh viên Việt Nam, được thực tập tại các nhà hàng và khách sạn, cơ sở vật chất cũng như môi trường học quốc tế, lịch sử hình thành lâu đời và trường còn đạt chứng nhận EduJet 4 năm. Nhân đây thì Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn thông tin về chương trình học tại trường cao đẳng Dimension. Đầu tiên đó là chương trình tiếng Anh thì sẽ có chương trình tiếng Anh nửa ngày và cả ngày với thời gian sẽ từ 3 tháng cho tới 6 tháng. Thứ hai đó là các khóa luyện. Đầu tiên là chương trình luyện thi vào trường công. Thời gian học sẽ là 6 tháng, điều kiện là các em phải từ 7 tuổi trở lên. Chương trình O-Level, thời gian học sẽ là từ 12 tới 24 tháng, điều kiện là các em phải trên 15 tuổi và hoàn thành chương trình lớp 10. Chương trình A-Level, thời gian học sẽ là 12 tháng. Chương trình dự bị đại học, thời gian học cũng sẽ là 12 tháng. Yêu cầu tiếng Anh là IELTS 5 chấm hoặc là hoàn thành chương trình tiếng Anh tại trường với Level 4. Ngoài ra các em còn phải trên 16 tuổi và hoàn thành lớp 10 hoặc là chương trình O-Level. Thứ ba đó là các khóa học về nhà hàng, khách sạn, chương trình về chế biến món ăn, bếp Âu, thời gian học là 6 tháng cộng với 6 tháng thực tập, điều kiện là phải trên 16 tuổi và hoàn thành lớp 10 hoặc là chương trình O-Level, IELTS là từ 5.5 trở lên. Chương trình cao đẳng về tổ chức ẩm thực, thời gian học là 6 tháng cộng với 6 tháng thực tập, điều kiện là học sinh phải trên 17 tuổi và hoàn thành lớp 10 hoặc là O-Level và có điểm IELTS là 5.5. Chương trình cao đẳng về sản xuất thực phẩm, thời gian học là 9 tháng và 6 tháng thực tập, điều kiện là yêu cầu học sinh phải trên 17 tuổi, hoàn thành lớp 10 hoặc O-Level, có IELTS là từ 5.5. Với chương trình cao đẳng về quản lý khách sạn, thời gian học sẽ là 9 tháng và điều kiện là học sinh phải trên 17 tuổi, hoàn thành lớp 10 hoặc là chương trình O-Level với điểm IELTS là từ 5.5. Chương trình về cao đẳng quản lý du lịch khách sạn, điều kiện là yêu cầu học sinh phải trên 16 tuổi, hoàn thành lớp 10 hoặc là O-Level, chương trình IELTS là tương đương 5.5. Đối với chương trình cao đẳng nâng cao quản lý du lịch khách sạn, thời gian học sẽ là 6 tháng học và cộng thêm 6 tháng thực tập, điều kiện là học sinh phải trên 18 tuổi và có bằng cao đẳng IELTS từ 5.5 trở lên. Đối với chương trình cao đẳng nâng cao về quản lý khách sạn, chương trình BTEC Level 5 của Anh Quốc, thời gian học là 14 tháng lý thuyết và 6 tháng thực tập, điều kiện là học sinh phải trên 17 tuổi hoặc là hoàn thành lớp 11 hoặc O-Level và điểm IELTS là từ 5.5. Chương trình đại học về quản lý khách sạn do trường University of Chester của Anh Quốc cấp bằng, thời gian học là 12 tháng và điều kiện là trên 18 tuổi và có bằng cao đẳng hoặc là cao đẳng nâng cao. Chương trình sau đại học về chuyên ngành quản lý khách sạn với thời gian học là 6 tháng học lý thuyết và 6 tháng thực tập, điều kiện các bạn phải trên 20 tuổi và có bằng đại học, điểm IELTS tương đương 6 chấm. Chương trình sau đại học về quản lý khách sạn chuyên nghiệp, thời gian học là 6 tháng học và 7 tháng thực tập, điều kiện là cần phải trên 21 tuổi, có bằng đại học và điểm IELTS là 6 chấm. Đối với các khóa học kinh doanh thì bao gồm có chương trình về cao đẳng kinh doanh và kế toán tài chính. Thời gian học sẽ là 8 tháng với điều kiện là học sinh phải trên 17 tuổi, học hết lớp 11 hoặc hoàn thành chương trình O-Level với điểm IELTS là từ 5.5 trở lên. Chương trình cao đẳng nâng cao về kinh doanh và quản trị, thời gian học sẽ là 8 tháng
Điều kiện là các bạn phải trên 18 tuổi, có bằng cao đẳng và điểm IELTS từ 5.5 trở lên. Đối với chương trình cao đẳng nâng cao về kế toán tài chính level 5, thời gian học là 8 tháng. Và điều kiện các bạn cũng phải trên 18 tuổi, có bằng cao đẳng hoặc IELTS tương đương 6 chấm. Chương trình cao đẳng nâng cao quản trị kinh doanh hoặc là kế toán BTEC level 5 của Anh Quốc, thời gian học sẽ là 22 tháng, điều kiện là các bạn phải học hết lớp 11 và đủ 17 tuổi trở lên, điểm IELTS là từ 5.5. Với chương trình đào tạo về chuyên ngành quản trị kinh doanh, đối với chương trình đại học về quản trị kinh doanh, thời gian học sẽ là 12 tháng với điều kiện là học sinh phải trên 19 tuổi và có bằng cao đẳng, điểm IELTS tương đương là 6 chấm. Đại học chuyên ngành về kế toán tài chính, thời gian học sẽ là 12 tháng, điều kiện là các bạn phải trên 19 tuổi, có bằng cao đẳng và điểm IELTS là tương đương 6 chấm, bằng sẽ do trường University of Chester của Anh Quốc cấp bằng. Các khóa học về thạc sĩ thì bao gồm chương trình đào tạo thạc sĩ về quản trị kinh doanh, quản lý dự án, marketing quốc tế, quản lý dịch vụ thì do trường University of Chester của Anh Quốc cấp bằng với thời gian đào tạo là 12 tháng và yêu cầu là các bạn phải trên 21 tuổi có bằng đại học và điểm IELTS tương đương 6.5 trở lên. Và để biết thêm thông tin chi tiết về trường Dimension hoặc là các bạn muốn hỗ trợ về thủ tục cũng như hồ sơ và học phí của các trường tại đất nước Singapore thì các bạn hãy liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương qua các địa chỉ sau: tại chi nhánh quận Nhất, địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, và số điện thoại là 0838484879. Chi nhánh tại quận 5, địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, số điện thoại là 0838382080. Và chi nhánh tại Nha Trang, địa chỉ là số 7 đường Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, số điện thoại là 0583514036. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.